Ơi, xin kính chào quý vị, nãy công minh đang có mặt ở đường Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5, Sài Gòn, chiều ngày 30 tháng 5, 2018. Trước là đường Trần Hưng Đạo. Thank you.
quán của Đài Loan cái gì, văn phòng văn hóa Đài Bắc. À, bên phải là đường Vĩnh Viễn. Đường này nổi tiếng bán đồ ăn này. À, món súp cua rồi chè Thái. Bên phải là chợ Nhật Tảo. À, bên phải là đường Bà Hạ. À, phía trước sẽ ngang là đường Ba Tháng Hai, hồi xưa là Trần Quốc Tội. Tìm